Chi tiết về cung hoàng đạo Market theo từng phân đoạn ngày sinh. Market là biểu tượng của đất được sao thổ chiếu mệnh. Những người thuộc cung hoàng đạo này có nhiều ước mơ, hoài bão, khá kiên trì và quyết tâm. Họ sẽ không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, mệt mỏi. Họ làm việc hết mình, một cách cần mẫn nhất và luôn có những định hướng đúng đắn cho bản thân. Market sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đến với mình, họ lập kế hoạch chi tiết cụ thể để đạt được mục tiêu của mình. Họ luôn có tinh thần tự lập, làm việc độc lập mà không cần ai giúp đỡ. Những người thuộc cung Market có vẻ ngoài khá nhút nhát, ít nói, họ thường sống nội tâm, ngại giao tiếp với những người lạ. Những người thuộc cung Market sống theo nguyên tắc và rất coi trọng các luật lệ. Bởi vậy, trong mắt mọi người, Market lúc nào cũng nghiêm túc, không hài hước và không được vui vẻ. Nhưng dù cho ai đó có chê bai tính cách này thì Market cũng chẳng hề bận tâm. Họ thường sống theo xu hướng, dĩ hòa vi quý, nhường nhịn tha thứ, đó mới là lựa chọn của những người sáng suốt. Họ coi sự thành công là đích đến cho mình. Market tự tạo ra động lực để thúc đẩy mình tiến lên phía trước. Cuộc đời của họ cần phải có được thành công, tiền bạc, quyền lực và tình yêu. Market thường không thừa nhận tình yêu của mình cho dù con tim họ đang rung động. Họ đón nhận tình yêu một cách thận trọng, nhút nhát. Bản thân những người này không biết cách yêu và thường vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Họ sẽ chỉ để lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình khi đã cảm thấy an toàn bên đối phương. Trên đây đều là những nét tính cách đặc trưng nhất của một người thuộc cung Market. Tuy nhiên, theo từng phân đoạn ngày sinh, mỗi Market lại sở hữu những đặc điểm nổi trội riêng biệt. Ngày hôm nay, hãy cùng mật ngữ 12 chòm sao khám phá những đặc điểm riêng ấy của cung hoàng đạo Market theo 3 phân đoạn ngày sinh chính để hiểu hơn về tính cách của chòm sao này nhé. Phân đoạn 1. Những người có ngày sinh từ 22 tháng 12 đến 31 tháng 12. Họ là những Market có ý thức trách nhiệm. Vì được chòm sao Corona Australis, chiếc phương miện ở phương Nam cũng là vòng hoa của Thượng Đế tượng trưng cho sự đam mê kiến thức chiếu sáng cho những Market phân đoạn 1 khiến cho bên trong những người này luôn sôi sục khát khao, sở hữu nhiều điều mới mẻ của cuộc sống. Sao Thổ, hành tinh tiêu biểu cho kỷ luật, vừa là hành tinh chi phối chính, vừa là hành tinh chi phối thứ cấp cho những Market này, giúp cho họ có được bản tính cẩn thận và ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Market phân đoạn 1 cũng là những người tỉ mỉ, trật tự, tuy nhiên lại thiếu đi sự tin cậy đối với mọi chi tiết và con người xung quanh mình. Khi họ đảm đương công việc, họ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất bằng năng lực của mình. Và một khi đã thiết lập được mục tiêu, họ luôn nghiêm túc và nỗ lực hết mình để đạt được nó. Những Market phân đoạn 1 là những người vừa lanh lợi, lại vừa nhiệt tình, sốc phác. Họ biết rõ sức mạnh của bản thân nằm ở đâu để tận dụng nó triệt để nhất. Tham vọng có được thứ mình muốn, quyết tâm không hài lòng với sự nhỏ bé tầm thường cũng chính là động cơ thúc đẩy những Market này đạt được thành công. Trong tình yêu, một khi đã yêu, họ là người trìu mến và thích chia sẻ, thể hiện tình cảm của mình. Họ cũng là những người tình cuồng nhiệt, sẵn sàng dành trọn mọi thứ cho người mình yêu. Với riêng những người thuộc đỉnh đầu của cung Market có ngày sinh từ 22 tháng 12 đến 26 tháng 12. Là những người thuộc cung Market pha trộn với nhân mã, dưới vẻ ngoài thực tế và chín chắn, đôi khi còn vô cảm của Market lại là một trái tim nồng nhiệt nhân hậu của nhân mã. Họ khiến người khác tin cậy ở mình, đồng thời cũng là những người có trực giác nhanh nhạy. Những Market này cũng là người biết lắng nghe và cảm thông đối với thế giới xung quanh. Họ thích phiêu lưu, ưa khám phá những ý tưởng và chân trời mới. Mặc dù họ thường tỏ ra dè dặt và thận trọng khi nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng những Market này lại luôn sẵn lòng lắng nghe quan điểm của người khác. Và nhờ có trực giác nhạy cảm của mình, các Market này thường nắm bắt được suy nghĩ của mọi người. Phân đoạn 2, những người có ngày sinh từ mùng 1 tháng 1 đến mùng 10 tháng 1. Họ là những Market công bằng, thẳng thắn. Vì được chòm sao Lyra, loài hạc tượng trưng cho sự cân bằng chiếu sáng, nên những Market phân đoạn 2 được trời phú cho khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình tốt nhất trong cung hoàng đạo. Và điều này góp phần lớn trong việc giúp các Market này trở thành những người dễ đạt được thành công nhất trong cung hoàng đạo. Thêm vào đó, sao Kim, hành tinh tiêu biểu cho tình yêu, sẽ làm dịu sự nghiêm khắc lạnh lùng vốn có của sao Thổ. Nó giúp cho những Market này trở nên hòa nhã, yêu cái đẹp và thu hút hơn so với những người cùng cung khác. Mọi người thường phải cúi đầu, ngưỡng mộ sự nhiệt thành, khả năng cảm nhận cái đẹp và óc thẩm mỹ của những người này. Và khác với sự khô cứng vốn có của các Market ở phân đoạn 2, những Market này lại sở hữu trong mình tính sáng tạo cao và khả năng phát tiết tư duy thẩm mỹ tốt. Trong công việc, họ là những người kiên trì và thực tế.
Họ là con người của hành động thay vì hoang phí thời gian quý báu của mình vào việc than thở hay suy tính liệu có thể thành công được hay không. Và đôi khi những market này thích ở một mình để đọc sách, suy nghĩ, khám phá những điều mới mẻ. Họ cũng là những người có khả năng viết lách tốt và yêu du lịch rong ruổi ở khắp mọi nơi. Các market phân đoạn 2 là những người tình cảm, họ luôn đặt gia đình, tình yêu lên hàng đầu và sẵn sàng nỗ lực để thỏa mãn nhu cầu của người mình yêu quý. Vấn đề trở ngại lớn nhất của các market phân đoạn 2 chính là họ luôn giấu giếm suy nghĩ của mình đằng sau vẻ ngoài cân bằng, bình tĩnh như không có gì xảy ra. Chính điều này khiến cho họ thường phải chịu sức ép tinh thần lớn lao và dễ dẫn đến nhiều bệnh liên quan đến vấn đề thần kinh. Phân đoạn 3, những người có ngày sinh từ 11 tháng 1 đến 19 tháng 1. Họ là những market yêu danh vọng. Chòm sao Draco, con rồng tượng trưng cho khả năng quan sát và trực giác nhạy bén, chính là chòm sao chiếu mệnh cho các market phân đoạn 3 này. Thêm vào đó, sao thủy, hành tinh tiêu biểu cho khả năng vận dụng lý trí kết hợp với sự kỷ luật của sao thổ, giúp cho những người sinh ra ở thời điểm này có được sự linh hoạt và dễ dàng hòa hợp với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Lời nói và hành động của các market này thường song hành cùng nhau. Họ muốn được đối xử công bằng và thích nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Các market này cũng là những người thích lý tưởng hóa và hay mơ mộng nên đôi khi trở nên ảo tưởng về thực tại xung quanh mình. Tuy nhiên, khi được khuyến khích và tìm được đúng điều mà họ thật sự muốn làm thì họ vẫn sẽ nỗ lực hết mình để đạt được điều mình muốn. Và đối với những market này, tiền bạc và những thứ xa xỉ là điều quan trọng trong cuộc sống. Họ thường nhanh chóng nắm bắt được mọi cơ hội kiếm tiền xuất hiện xung quanh mình. Mặc dù vậy, sự lý tưởng hóa về khả năng của bản thân đôi khi sẽ khiến họ đi sai đường và vấp phải những thất bại không đáng có. Khao khát cháy bỏng, đạt được những gì mình muốn, đối lập với sự thật về hoàn cảnh đang có thường khiến các market này trở nên hỗn loạn, mệt mỏi. Cuộc sống của họ là một chuỗi dài những cuộc đấu tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Với riêng những người thuộc đỉnh cuối của cung market có ngày sinh từ 15 tháng 1 đến 19 tháng 1. Sở hữu cá tính của market pha trộn cung bảo bình, những người sinh ra ở thời điểm này thường khá vui tính và thích kết bạn với mọi người. Họ thích được vui chơi, khám phá những điều mới mẻ và đặc biệt họ cần có một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tình cảm. Thành công đến với những market này chủ yếu bắt nguồn từ những mối quan hệ của họ. Khi bình thường, những người này thường khá lạc quan trong cuộc sống, nhưng chỉ cần gặp một rắc rối nhỏ nào đó thì họ lại tỏ ra quá bi quan. Trong tình yêu, những người này thường chung thủy, thích giúp đỡ những người mình yêu thương. Tuy nhiên, họ lại có xu hướng ích kỷ và khá tính toán về vật chất. Chính điều này dễ gây ra các hiểu lầm không đáng có và khiến các market này gặp nhiều rắc rối về mặt tình cảm.